mọi người, buổi tối ngày hôm nay thì chúng có bánh rét sầu riêng đây. Không chỉ là bánh rét sầu riêng mà còn có bánh rét gồm các vị trái cây khác nữa. Và buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ ăn một cái bữa ăn nó hơi ngọt ngào một xíu, và mình nhâm nhi với một chút trà nóng. Bên ngoài thì trời đang mưa và ở trong đây thì chúng ta sẽ cùng ăn bánh rét nhé. Mời mọi người. Trà hơi đắng. Bánh rét này thì chúc đặt ở trên mạng thôi mọi người. Nhưng mà cái lúc mà các bạn nó giao lại á, thì bạn đó bỏ bánh rét chung với lại đá, nên là cái bánh rét nó bị ướt. Nên là có một số cái là chúc phải gỡ cái miếng giấy gói ở bên ngoài ra và chúc phải lau khô, gọi là lau khô đúng luôn, nghĩa là lấy khăn giấy thấm nước cho nó khô cái bánh á. Bây giờ thì mời mọi người ăn với chúc nha. Mình sẽ ăn một cái bánh rét này trước nha. Trời ơi, lên hình nó đẹp. Để chúc cắt thử xem bên trong nó là nhân gì. Nó chảy ra rồi mọi người ơi. Đó là chanh dây. Yeah. Ôi, nó chảy ra rồi mọi người, nhưng mà có vẻ ngon nha. Mời mọi người. Ngon. Ở trong nó là mứt chanh dây mọi người. Bánh này thì khi ăn thì phải bảo quản lạnh. Và hồi nãy thì chút trở về đây thì nó khá là xa, trời mưa nữa, nên là nó hơi tan tan ra rồi. Nhưng mà ăn vẫn ngon nha. Bây giờ thì mình sẽ ăn sầu riêng nha. Đây, sầu riêng là cái dàn này. Chúc mua một hộp như vậy là 8 cái và nó có giá là 60 ngàn mọi người. Còn cái loại mà nó mix đủ vị này với nhau thì nó 65 ngàn. Thì chúc thấy là bánh này người ta bán cũng khá là nhiều. Kiểu như người ta có một cái xưởng chuyên làm bánh này, xong rồi người ta phân phối cho các đại lý hoặc là các cái bạn mà bán hàng online á. Nên là các bạn, có một số bạn bán thì kiểu chưa có kinh nghiệm lắm, nên là để bánh nó bị ướt như thế này. Đây là bánh rét sầu riêng nha. Kem hơi nhiều. Nhưng mà như vậy ổn rồi. Mời mọi người. Sầu riêng này là sầu riêng nguyên chất nha mọi người. Mặc dù nó không nhiều, kem nó nhiều hơn, nhưng mà sầu riêng thì nó nguyên chất. Ăn vào mọi người còn thấy cái sơ sơ cái sợi của sầu riêng đó. Ok. Đặc biệt là cái vỏ bánh nó mỏng, mà gói nó không có bị lòi, bị xì ra mọi người, không như chút làm. Nên là cảm thấy nó xinh xẻo và nó ngon lành lắm. Bánh này thì nó hơi ngọt, nên là khi ăn thì mọi người có thể uống cùng với một ít trà nóng. Mình tiếp tục nha, mình sẽ khám phá những cái nhân khác nữa. Thử cái này xem. Cái này cảm giác như nhân nó trào ra luôn rồi nè. Bây giờ chú cắn là chú không cắt đâu, chú cắt là nó sẽ xì ra đó. Chú bán nha, đây là dâu. Hình như là Việt Quốc á, không biết được. Nó có cái màu đỏ như dâu nè mọi người. Bao ngọt luôn nha. Thật ra là cái bánh này chúc đặt hôm qua, lúc tối hôm qua sau khi khảo sát mọi người xong á, thì chúc lên mạng chúc tìm chúc đặt. Mà chúc có đặt cái bánh rét ngàn lớp nữa đó. Nhưng mà người ta trả lời cho chúc, mà chúc nhắn địa chỉ giao luôn rồi, mà chúc chờ nguyên buổi trưa không thấy ta phản hồi, cũng không thấy ta gọi điện thoại liên lạc gì hết. Cái chúc nhắn tin chúc nói thôi, nếu mà giao trễ quá thì thôi khỏi giao, bởi vì tới giờ mình đi về rồi. Một cái bánh khác nữa nha, nhân khác nữa nha mọi người. Chúc nghĩ là bánh rét sầu riêng thì nó đã rất ngon rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta có cơ hội chúng ta thử những cái vị khác, những cái nhân khác nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Ui, cái này cái gì nhỉ? À, hồi nãy vậy là chắc là dâu á, còn cái này là Việt Quất nè. Wow, cái màu nó giống màu nho ha. Đúng rồi, cái hồi nãy là dâu, còn cái này là Việt Quất. Hơi bị ngon. Nhưng mà nó ngọt khá là gắt nha mọi người. Uống một chút nước trà đắng vào, nó sẽ giảm cái độ ngọt liền luôn. Để mình xem. Những cái này là sầu riêng nha mọi người. Chúc nghĩ là chúc sẽ phải khám hết tất cả các vị. Cái này giống dâu quá vậy. Cái này giống dâu nè. Gắt quá, gắt quá.
vừa kem nè mà vừa mứt nữa là đã ngọt rồi mọi người ha. Rồi nó còn béo nữa chứ. Chú nghĩ là một hộp như thế này thì nó sẽ có đủ vị đó nè. Cái bánh này nè mọi người nhìn nè, sau khi mà chút hông cho nó khô là nó lòi ra luôn nè. Bởi vậy các bạn nào mà bán hàng online mà bán cái loại bánh này á, lưu ý là khi mình vận chuyển cho khách á thì mình có thể để nước đá, nhưng mà mình để ở dưới rồi mình để cái hộp bánh lên trên và mình tách riêng ra. Mọi người bỏ đá vào trong một cái bịch để cho lỡ mà đá nó có tan ra thì nó không có bị dính nước vào trong cái bánh. Cái bánh này mà nó dính nước nó ghê lắm. Hồi nãy á, nhìn nó như một cái cục bùi nhùi, như cái cục nùi dẻ mọi người. Cái bánh nó nhăn nheo, nó quéo lại như thế này nè. Mọi người lưu ý nha. À, kiwi, yeah. Yeah, có nhân kiwi nữa mọi người. Nhân kiwi ăn nó chua chua, nó ngọt ngọt. Nhưng khi mà mọi người cắn trúng cái hạt kiwi á, nó có một cái mùi rất là ngộ. Hy vọng là bạn Trúc sẽ ổn khi bạn Trúc ăn nhiều đồ ngọt như thế này nhé. Mình sẽ ăn sầu riêng nha. Nè, những cái này là những cái bánh ở hộp ở trên mà nó còn ướt vậy nè mọi người. Nó ướt cái nó mềm nhũn cái bánh ra nhìn nó ghê lắm. Ở trên thì nó còn khô khô còn đỡ ha. Chín 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 chín. Chú thấy là cái bánh này nè, ăn nó vừa phải, nó không có bị ngán. Còn cái bánh lần trước là chú mua một hộp là 90 ngàn hay 100 ngàn gì mà cái hộp 5 cái hộp bánh to là to. Trời ơi, ăn một cái thôi là no ứ hử. Một phần nữa là mình bị no cái con mắt đó mọi người. Nhìn nó bự quá rồi cái mình ăn mình cảm thấy nó mau ngán. Còn nó nhỏ nhỏ vậy thì nãy giờ mọi người thấy rồi đó. Mình vớt nãy giờ cũng được 7 cái rồi vậy. Chúc sẽ mừng một cái sầu riêng nữa. Đúng là bánh ráp sầu riêng thì best nhất vẫn là nhân sầu riêng nha mọi người. Ta-da! Chúc thấy bánh ráp ở đây bán ok á. Chúc mua thì chúc không thấy nó có thương hiệu gì hết. Chỉ là nó có cái hộp bánh thì nó có cái chữ như thế này nè. Đó, bánh tươi giữ lạnh dùng trong ngày. Thì chú thấy nhiều bạn bán lắm, lên cái chợ ở trên Facebook thì rất nhiều người bán cái bánh này. Kiểu như một xưởng người ta làm xong rồi người ta đi tuyển sĩ, đại lý mọi người. Mọi người muốn thử thì mọi người có thể lên trên chợ trên Facebook ha. Vào trong cái chợ của Facebook thì mọi người có thể tha hồ lựa. Thích cái chỗ nào thì mua, hoặc là thấy cái địa điểm đó nó gần mình đó thì có thể đặt hàng ha. Chúc cũng chúc cho bạn nào mà trong mùa dịch đó, bán hàng online thì sẽ được nhiều khách hàng hơn. Và đặc biệt là các bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong cái việc bán hàng online. Nhiều kinh nghiệm ở đây có nghĩa là các bạn phục vụ tốt cho những người mua hàng, để tạo cho họ một cái cảm giác thoải mái. Và trực Facebook thường xuyên hơn để có thể trả lời, hoặc là có thể ghi nhận những cái yêu cầu của khách hàng một cách sớm nhất và chi tiết nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều ha. Còn bây giờ thì chúc xin chào. Cũng cảm ơn các bạn đã yêu cầu chúc ăn bánh rất sầu riêng nha. Một món rất là ngon, rất là đẹp. Và ngày mai ngày mốt thì hẹn mọi người một cái món gì đó nó mặn mòi một tí xíu ha. Có thể là bánh tráng trộn hay là hải sản gì đó. Cảm ơn mọi người nha. Còn bây giờ thì xin chào. Bye bye.